Chị có mở ra thì cho dễ. Ok ok. Cứ quay bình thường nè. Chứ không chói nữa. Dạ không. Xíu xíu không vì mấy cái đang làm anh có hay nặng mụn không? Dạ tuần tuần hai như hai tuần trước anh mới tới. Ừ. Dạ. Có đỡ không? Dạ đỡ. Ừ. Trước tuần trước à hai tuần trước chị cũng nặng. Ừ. Dạ. Có dùng thuốc không? Dạ có cái bình sắp kem. Dạ.
có gì mắng gần ghê. Có gì mắng gần, sợ tôi tưởng mồm xem bụng. Em cũng xem bụng mà. Không có gì mà mắng gần kinh đó là đu mát luôn á.
chuyện lầu ra ngoài gì đó.